Một người sinh ra đó thì có hai điểm. Một là nó có một cái thử thách để vượt qua. Hình như người nào trong sinh ra trong đời đều cũng có một cái thử thách nào đó để vượt qua. Người thì thử thách trong trong hôn nhân, người thì thử thách trong trong sự nghiệp, người thì thử thách bệnh tật, hay là người thì thử thách gặp những cái trở ngại trong đời sống, chẳng hạn như là bị vu oan, oan ức gì đó chẳng hạn. Ai cũng sẽ có một cái khó khăn để vượt qua. Trong đời sống đó thì mình gặp rất nhiều vấn đề khi mình trải qua một 80 năm, 100 năm gì đó trong đời sống đó, thì mình gặp rất là nhiều cái điều mình phải trải qua. Nhưng mà trong đó có một cái điều rất là lớn. Quý vị cứ xem lại có thử trong đời mình có cái mình gặp cái trở ngại gì lớn nhất. Và cái trở ngại đó là một cái thử thách. Mình thì mình thường hay nói đó là cái nghiệp, nhân quả gì đó. Nhưng mà mình đừng có cứ cái gì cũng đổ cho nghiệp. Thực ra mình cứ thấy đó là một cái thử thách để xem tụi mình có vượt qua được hay không. Cũng giống như mình đi học thôi, mình có những bài toán khó rồi mình có giải được cái bài toán khó không. Nếu mà giải được cái bài toán khó nhất đó thì mấy bài toán khác dễ dàng thôi. Cho nên khi mà trong đời sống của mình mà mình ai cũng trải nghiệm, chiêm nghiệm rồi thấy ra được là mình có một cái khó khăn nhất để mà vượt qua. Nhưng mà dù là vượt qua bất kỳ cái gì đó thì cũng vẫn là cái cốt lõi vẫn là cái tinh tấn chánh niệm. Tức là mình nói cho dễ hiểu là mình thường sáng suốt rõ biết mình, thường sáng suốt trọn vẹn rõ biết mình trong những cái sinh hoạt đời sống, đi đứng nằm ngồi, hít thở, ăn uống, đánh răng súc miệng vân vân, là tất cả mọi cái hoạt động. Bây giờ là mình khi mình ở ngoài đời thì nhiều khi mình bị chi phối bởi nhiều thứ quá, cho nên có lúc mình dễ bị quên mình. Thì bây giờ trong một cái khóa tu mà mình 7 ngày tuần gì đó, thì mình gần như là mình đã để cái thời gian hoàn toàn cho cái việc mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Đó là cái thời gian để mà mình trải nghiệm được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách trọn vẹn như thế nào. Và khi mà mình, nếu mà ai mà không hiểu được hay là hành sai cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, thì sẽ không vượt qua được khó khăn của mình. Còn nếu như mà ai mà hiểu đúng và tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng thì khó khăn nào cũng vượt qua. Không có khó khăn nào mà không vượt qua. Bệnh tật cũng vượt qua được, hay là bị nhục mà, hay là bị được mất hơn thua gì đó ở đời đó, thì tất cả những cái đó đều mình có thể vượt qua được hết. Không phải là mình tìm một cái cách nào đó để giải quyết một vấn đề, mà giải quyết vấn đề, mà cái cốt lõi của giải quyết vấn đề vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi. Bây giờ dù cái gặp khó khăn gì đó thì mình cũng phải sáng suốt biết mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái đối tượng hay là cái hoàn cảnh hay là cái tình huống bên ngoài đó mà đến với mình đó là nó là phụ thuộc thôi, còn cái thái độ của mình mới là chính. Thí dụ như mình gặp cái chuyện gì đó mà mình thất bại chẳng hạn, nhưng mà qua cái thất bại đó thì cái thái độ của mình như thế nào? Cái thái độ của mình là chính. Nhưng nếu mình không biết mình á thì mình không biết được là mình đang có cái thái độ như thế nào để mà mình điều chỉnh cái thái độ nhận thức và hành vi của mình. Trong cái thái độ đó thì cái chính yếu của thái độ đó là thái độ nhận thức và hành vi.
Trong thái độ là chỉ có hai cái thôi, một là nhận thức và hai là hành vi. Thì thường là mình thường quan sát lại mình thì mình sẽ thấy rõ được cái nhận thức và hành vi của mình như thế nào đối với cái hoàn cảnh đó. Cái hoàn cảnh đó nó dù là thuận hay nghịch, dù là được hay mất, hơn hay thua gì á, thì cái quan trọng vẫn là cái thái độ của mình. Chứ không phải là cái đối tượng bên ngoài. Thì mình á, mình thường là khi mình sống ở ngoài đời á, mình gặp rất nhiều cái hoàn cảnh và mình cứ luôn là muốn thay đổi hoàn cảnh. À, hoặc là mình tiếp xúc với một ai đó thì mình lại muốn là cái người đó thay đổi cái người đó theo ý mình. Nhưng mà thật ra đó, cái đó là mình đặt sai hướng. Không phải là thay đổi hoàn cảnh, không phải là thay đổi người khác, mà chính là mình chánh niệm tỉnh giác để mà thay đổi cái thái độ nhận thức và hành vi của mình đối với cái đối tượng đó, đối với cái hoàn cảnh đó. Đó. Cho nên cái mà mình, nếu mà mình không đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà mình cứ bị lôi cuốn theo cái đối tượng bên ngoài đó, thì mình không bao giờ giải quyết được. Đó. Mà mình giải quyết được hết cái này thì nó ra sinh ra cái khác, giải quyết cái khác là sinh ra cái đó. Cho nên là cái chính yếu vẫn là giải quyết chính mình thôi. Cho nên người ta nói là mình sinh ra không phải để giải quyết hoàn cảnh, mà hoàn cảnh sinh ra là để giúp giải quyết, để giúp thay đổi chính mình. Đó. Không phải mình thay đổi hoàn cảnh, mà là chính là hoàn cảnh giúp thay đổi chính mình. Cái hoàn cảnh đó nó mới là khi mình xúc chạm cái hoàn cảnh đó, mình mới thấy rõ là cái thái độ của mình ra sao. Mình trong cái thái độ đó đó thì mình thấy là cái thái độ nào, cái thái độ nhận thức và hành vi nào thì đưa đến phiền não khổ đau. Và cái thái độ nhận thức và hành vi nào đó thì là không đưa đến phiền não khổ đau, hay là đã có phiền não khổ đau thì cái thái độ nhận thức đó nó giúp chấm dứt cái phiền não khổ đau đó. Thì mình phải thấy rõ để mình điều chỉnh cái thái độ nhận thức và hành vi với chính mình, chứ không phải là thay đổi hoàn cảnh bên ngoài. Thí dụ như bây giờ mình có con cái rồi con cái nó không như ý mình cứ muốn làm sao mà con cái nó phải được như thế này, phải như thế kia theo ý mình. Nhưng mà điều đó thì không đúng. Mà mình sợ gì mà mình không dạy được đứa con đó, không giúp được đứa con đó tốt nên người á, là do thái độ nhận thức của mình sai cho nên mình không làm được. Chứ không phải là tại nó. Bởi vì nó thì nó có cái tính cách của nó, nhưng mình không hiểu được cái tính cách của nó. Và cho nên mình mới có cái thái độ sai lầm. Từ cái thái độ sai lầm đó, đó thì không giúp được. Không giúp được nó. Thì mình lấy một ví dụ thôi. Cho nên đó, khi mà mình sống trong cuộc đời đó, thì ai sinh ra là nhắc lại là ai sinh ra trong cuộc đời cũng đều có một cái thử thách lớn, có một cái thử thách lớn nào đó mà mình phải vượt qua. Có người nói là con sống ở sân quá nhiều, làm sao để diệt sân chẳng hạn. Nhưng mà có người thì sân quá nhiều, có người tham quá nhiều, có người thì ái dục quá nhiều, luyến ái quá nhiều, gì đó rất là nhiều thứ. Người mà những cái khó khăn đó đó nhiều khi nó đeo đuổi suốt cả cuộc đời của mình, nó trở thành ra là cái tính cách của cái người đó. Cho nên để vượt qua những cái khó khăn hay những thử thách trong cuộc sống của mình thì cách duy nhất là mình phải thường sáng suốt soi sáng lại mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cái thứ hai á, đó là một cái thử thách. Nhưng mà trong đời sống của một người á, còn có một cái thứ hai nữa, đó là sứ mệnh của mình. Sứ mệnh gì? Dường như là khi mọi người sinh ra đó thì nói theo ngôn ngữ người đời thì nói là trời phú cho một cái gì đó,
trời phú cho mọi người một cái gì đó, cho mình nhìn nhìn nhiều người mình nói lạ đó, thì người này thì mới dọi mặt này, người kia thì dọi mặt kia, người này thì người nào cũng đều có một cái mà cái bẩm sinh, cái khả năng bẩm sinh, cái khả năng bẩm sinh đó là đó, không phải tự học. Thí dụ như bây giờ có nhiều người họ học rất là giỏi, nhưng mà mình thấy là những cái người mà những thiên tài đó thì đa phần là không giỏi, không 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 học giỏi. Thiên tài là không học giỏi. Những người học giỏi đó thì học giỏi thì có thể là làm được việc gì trong cái phạm vi học giỏi đó thôi. Những người thiên tài thì khác. Người thiên tài thì không giỏi gì cơ, nhưng mà lại họ rất xuất sắc, tức là họ thành thành công trong cái sứ mệnh của họ đó, lạ lùng nha. Giờ mình thấy là ủa sao tự nhiên cái người này là rất là giỏi cái mặt đó, nhưng mà mặt khác thì không được. Mình, cho nên có thể nói mình tạm thời mình nói là giống như là trời phú hoặc là bẩm sinh gì đó. Có khi mình thì mình giải thích theo cái kiểu là do cái nhân kiếp trước mình đã tạo ra cho nên bây giờ mình được cái đó, nhưng mà như vậy ấy, thì nó lại trở thành ra là cái nhân quả theo cái bản ngã quá. Cho nên người này là rèn luyện được cái này cho nên nó được cái này, người kia rèn luyện được cái kia nó ra cái kia, cái đó nó lại khác, cái đó nó không phải là sứ mệnh. Mà sứ mệnh đó là cái mà mình không học gì cả mà tự nhiên lại có. Cho nên thầy mới nói là trời ban đó, hay là mình nói pháp vận hành, mình nói theo đạo Phật thì cũng nói trời ban nhưng mà pháp vận hành. Thí dụ như là pháp vận hành như thế nào đó mà nó sinh ra thành cái ội, cái ội là nó có cái sứ mệnh của nó. Pháp vận hành kiểu nào đó không biết nó ra trái cam, chứ đâu có phải mình đâu có thể nói được là cái ổi nghiệp gì mà nó thành ổi, cái cam nghiệp gì mà nó thành cam, mình không thể nói như vậy được, mà là do cái nhân duyên, do cái nhân duyên hòa hợp như thế nào đó không biết đó, mà nó ra thành cái ổi, là do nhân duyên khác thì nó ra thành cái cam, cái mít, cái xoài, nhưng mà mỗi cây đều có cái sứ mệnh của nó hết. Ví dụ bây giờ mình nấu ăn chẳng hạn, chanh nó có một sứ mệnh khác đó, mà muối nó có một sứ mệnh khác, đường nó có sứ mệnh khác, rau khoai lang thì nó có một sứ mệnh khác đó. Mỗi cái thứ đó, mà khi mà mình sử dụng đúng đó, đúng cái sứ mệnh của nó thì trở thành một nồi canh, đó là một cái thức món ăn rất là ngon. Thì cái cuộc đời này nó cũng giống như vậy thôi. Nếu như mọi người mà vượt qua được cái thử thách của mình và đồng thời là thể hiện được cái thực thể cái sứ mệnh của mình thì nó sẽ có lợi ích cho mọi người, cũng như cứ cái ổi nó cứ sống, nó cứ làm việc tốt, nó sống để nó sẽ vượt qua những khó khăn, nào là mưa nắng bão tố gì đó, đó là những khó khăn mà nó vượt qua. Nhưng mà khi nó vượt qua được những cái đó để nó trở thành một cái ổi, rồi nó cung cấp lá ổi cũng có thể uống đau bụng được rồi. Trái ổi nó có rất nhiều vitamin này đó, thành nó mọi thứ đó đều đều có một cái đặc dụng của nó, cái sứ mệnh hay là một cái đặc dụng của nó. Vậy thì mình làm sao mà mình trong cái đời sống tu hành của mình á, cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mình một mặt là vượt qua những khó khăn, những cái thử thách, một mặt là thể hiện được cái sứ mệnh của mình. Không biết là sứ mệnh gì, một ngày kia mình sẽ thấy ra được cái sứ mệnh đó. Mà pháp, cái đó là pháp vận hành chứ không phải là mình. Nhiều khi mình quá đặt nặng cái chuyện mà cái nghiệp, đặt nặng cái chuyện cái khả năng
cá nhân gì đó của mình. Cái đó chỉ là cái đó nó chỉ ở trong đời sống thế gian thôi. Cái đó chỉ trong đời sống thế gian thì cái điều đó đúng. Nhưng mà trong giác ngộ đó thì nó lại khác. Trong giác ngộ thì chỉ có hai điều thôi. Một là vượt qua được cái thử thách của mình, thử thách khó khăn nhất của mình. Và thứ hai là thể hiện được cái sứ mệnh của mình. Mà nếu như mình mà cứ sống bừa bãi, sống lung tung, không có chánh niệm tỉnh giác, không có sáng suốt biết mình vậy đó, thì mình sẽ không có, tức là mình không sống đúng với cái tính chất mà của mình được sinh ra, không sống đúng với cái bản mình mà mình được sinh ra. Nhưng mà nếu một cái người mà người giác ngộ là gì? Người giác ngộ là cái người mà biết soi sáng, biết quan sát lại mình, và từ đó mới thấy ra được, vượt qua được những khó khăn. Mà cái khó khăn đó thực ra đó, mình phải nhận thấy một cái điều này. Thường thường á, mình khó khăn á thì mình lại muốn là mình xem nó như là trở ngại, nhưng mà không phải. Thực ra chính cái khó khăn á, nó lại là giúp cho mình vượt qua. Tức là cái khó khăn là để xem tự mình có vượt qua được hay không. Cũng giống như cái ội mà mưa nắng gì, gió bão đủ thứ đó, xem tự nó có vượt qua được hay không. Mình cũng vậy, sống trong được mất hơn thua, thành bại vui khổ, thì mình có vượt qua được hay không. Thì cái vượt qua đó đó, cái vượt qua đó chính là nhờ sáng suốt rõ biết mình. Và khi mà mình đã vượt qua được thì mình cũng đồng thời là thấy được cái sứ mệnh của mình trong cuộc đời. Vì vậy cho nên là có thể nói Đức Phật ngài chỉ cống hiến một điều thôi. Thực ra Đức Phật ngài chỉ cống hiến một điều thôi, đó là chỉ cho con người thấy, chỉ cho mọi người thấy là mình phải giác ngộ chính mình. Mà giác ngộ chính mình là phải vượt qua hai thứ đó, đó. Một cái là mình phải vượt qua, và một cái là mình phải thể hiện được đó. Thì hôm nay nhân là cái ngày giỗ của ngài của Nhật, là một vị mà có thể nói là trong cuộc đời của thầy ấy, mặc dù là ngài của Nhật là cũng là huynh đệ thôi, nhưng mà thầy xem như là một vị thầy, bởi vì ngài, cái gương tu tập của ngài, và nhất là cái cuối cuộc đời trước khi ngài viên tịch, thì đúng là ngài thể hiện được cái sứ mệnh của mình. Cái cuối cuộc đời là ngài rất là hiền lành, rất là dễ thương. Thì trước đó thì ngài, những cái vị mà họ tu mà khổ hạnh rồi đó, thì là những người mà thường là khó khăn. Nhưng mà lại đến cuối cuộc đời thì mình thấy ngài rất là dễ dàng, nói xin lỗi là giống như là đứa con nít hồn nhiên trong sáng, như là một trẻ thơ vậy. Rất là tuyệt vời. Cho nên cái hình ảnh của ngài là cũng là một hình ảnh mà cái hình ảnh để giúp cho thầy là qua cái hình ảnh đó mà muốn xuất gia. Và sau này á, chính cái cuộc đời của ngài á, đó, cái thể hiện, có thể là cái thể hiện của ngài thôi, cái sứ mệnh là cứ thể hiện đúng với bản chất của mình vậy thôi, nhưng mà nó là trở thành một cái tấm gương rất là tốt. Đó là cái thân giác, không phải là ngài cũng chưa từng dạy dỗ thầy cái gì hết đó, nhưng mà qua cái thân giáo của ngài đó, ngài cũng đã là thể hiện được cái sứ mệnh của mình. Thì chúng ta cái chùa mà tổ chức những cái xuất gia giao duyên với mục đích đó, vì thấy là Phật tử là ở ngoài đời thì nhiều khi là nhiều công việc, nhiều cái đa đoan, cho nên là không có cái thời gian để mà có thể mình
trọn vẹn, quay lại để mà soi sáng lại mình. Thì dù trong một thời gian ngắn, nhưng mà nếu mình biết trọn vẹn soi sáng lại mình á, thì đó cũng là một cái để cho mình là thấu hiểu được cái tu tập thực sự như là như thế nào. Chúng tôi nhiều khi mình cứ tưởng tu tập là phải thế này, phải thế kia, phải đủ thứ. Thật ra nó rất không phải quá khó khăn như vậy, nó rất đơn giản. Chỉ cần mình thường sáng suốt rõ biết mình là được. Thì hôm nay nhân tiện thầy ra dự cái lễ dỗ của ngài, và cũng là đồng thời là cũng gặp và cái khóa tu giao duyên tại chùa Hương Khốc, cho nên là thầy cũng có ít lời để mà khuyến khích và chúc cho các sư cũng như các tu nữ là gặp được những cái lợi ích trong cái khóa tu giao duyên lần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu 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 s